có cảm giác như bên này của em nó giống như mới được đi tập gym xong đó. Đúng rồi. Cái sân chất mà không biết cái từ tập thể dục sao, em là dân ca nữ mà cho nên em chỉ biết nó giống như là bên này giống như mới vừa đi tập gym xong đó, nó sân chất lên đó. Chưa làm thì nó có cái sự hơi mềm và hơi có cái độ lún sâu vào. Còn bên đây là Vân đã làm rồi thì các bạn cũng đã thấy là nó đã chắc hơn rất nhiều. Cái phần da ở chỗ này, chỗ càm thì hình như là nó không còn cái phần da thừa ở đây nữa mà nó nằm sát kích vào càm của Vân luôn. Vân có cảm giác như là hết như cái phần nửa của mình nó được đẩy lên hết. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Còn bên này thì hiện tại mình chưa có được xử lý qua cái quy trình cho nên mình vẫn còn thấy nó có hơi nhão. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi shop giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.